Sau gần 2 năm kết hôn, tổ ấm nhỏ bé của anh Trần Anh Tuấn và chị Đỗ Thị Bia chuẩn bị đón nhận thêm một mầm sống mới. Những tưởng đây là niềm hạnh phúc lớn lao đáng mong chờ nhất của mỗi người cha, người mẹ. Nhưng rồi cũng từ đó, nhiều nỗi đau lại ập xuống mái nhà tạm bợ. 7 tháng đầu của thai kỳ, anh chị được bác sĩ cho biết thai nhi bị giãn não thất. Và rồi bé Trần Anh Khoa được sinh ra với chẩn đoán mắc phải hội chứng rubella bẩm sinh. Cũng từ đó, ba con người này cùng dìu nhau bước qua hết nỗi đau này đến nỗi đau khác. Mới 5 tháng tuổi, bé phải đến bệnh viện để mổ đôi mắt bị đục thủy tinh thể. Chưa đầy một tuần sau, đôi mắt ấy lại phải mổ tiếp đợt 2. Trong lúc khám sức khỏe cho ca mổ, bác sĩ còn cho biết bé đang mang trong người căn bệnh tim bẩm sinh, phải làm phẫu thuật sớm mới đảm bảo sức khỏe. Đã lên 1 tuổi nhưng bé Khoa gầy gò, phát triển chậm, với đôi mắt mờ đục chỉ nhìn được trong một khoảng hẹp. Nỗi đau và gánh nặng liên tục đè xuống đôi vai của người mẹ trẻ. Nhưng chị chưa bao giờ thoáng một ý nghĩ bỏ cuộc. Con mình như vậy thì mình phải chấp nhận thôi. Cái đó là con là một cái tài sản lớn lao nhất của vợ chồng tôi. À, mình phải cố gắng, hoàn cảnh thế nào mình cố gắng vượt qua để lo cho con sau này, mạnh khỏe sau này. Từ ngày sinh con, chị phải nghỉ ở nhà để lo chăm sóc cho bé. Mọi chi tiêu trong gia đình đều do anh Tuấn tự xoay sở. Nhưng cố gắng lắm thì anh cũng chỉ kiếm được chưa đầy 4 triệu đồng một tháng. Với số tiền này, phải chi trả cho nhà trọ, tiền điện, tiền nước, tiền sinh hoạt cho cả gia đình đã khó. Huống chi là lo phẫu thuật tim cho con. Lúc đó là tôi rất buồn lắm, nhưng mà không biết làm sao mà có điều kiện để chị tiêm cho con tôi đó. Rồi không biết là sao nữa, tại vì chi phí là dồn mà chị mắc cho con hết rồi. Tình cờ qua một người quen, anh chị được biết đến hoạt động mổ tim cho trẻ em nghèo của quỹ Hiểu Về Trái Tim. Như người sắp chết đuối vớ được chiếc phao, anh chị vội tìm đến để xin giúp đỡ. May mắn đã mỉm cười với anh chị, bé Khoa nhanh chóng nhận được sự quan tâm và hỗ trợ tích cực từ phía quỹ. Ước mơ lớn lao của anh chị cũng chỉ mong cho bé sớm được lành bệnh, được vui đùa với đôi mắt và trái tim bình thường như bao đứa trẻ khác. Tôi biết rằng là một trong những cái hoạt động rất hiệu quả của quỹ của mình là mổ tim cho trẻ em bị bệnh tim. Thế Vĩnh Linh có thể cho biết cái chương trình đó nó đi đến nó bây giờ như ra sao và hiệu quả thế nào? Trong những năm vừa qua thì từ khi thành lập quỹ đến nay, từ chi hội Hiểu Về Trái Tim đến quỹ Hiểu Về Trái Tim đến nay thì chúng tôi đã phẫu thuật trên 500 ca. Một ca mổ tim như vậy là đem lại một sự sống cho một em bé, thì phải nói là qua một cái chặng đường vô cùng gian nan, không phải là không có khó khăn đâu, có những lúc khó khăn vô cùng tận, những cái hồ sơ mổ tim nó càng ngày càng dày đặt lên, nhưng tiền thì không có, và các anh em thành viên trong quỹ Hiểu Về Trái Tim phải cùng nhau chia sẻ với nhau và động viên nhau cố lên, chúng ta vì tương lai của trẻ em, và mỗi người sẽ tự đi vận động, mỗi người sẽ tự kêu gọi bằng tất cả những hình thức, và mỗi người đề ra một cái hành động cụ thể để chúng ta kết nối được nhiều người, nhiều trái tim lại để giúp đỡ một trái tim đang bị bệnh tim. Cách tài trợ như thế nào đối với những ca mổ tim như thế? Nó có nhiều cách. Cái thứ nhất là hiện nay quỹ Hiểu Về Trái Tim có một chương trình truyền hình trên HTV7 được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ hai hàng tuần. Đó là chương trình Ngẫu Hứng Cùng Sao. Thì thông qua chương trình này, chúng tôi muốn kết nối càng nhiều càng tốt với khán giả. Rất là đơn giản, bằng cách là chúng ta cầm máy điện thoại lên và chúng ta soạn tin nhắn HVTT, tức là Hiểu Về Trái Tim, chúng ta gửi đến tổng đài 1404. Mỗi tin nhắn như vậy là mọi người ủng hộ 8.000 đồng cho việc mổ tim. Đây là một việc làm phải nói là nó phổ biến rộng rãi và lan truyền rất là nhanh, và hình như là người ta có thể làm từ thiện rất là đơn giản. Một chị công nhân, một anh xe ôm, một chị bán chè, một chị bán quán ngoài đường cũng có thể cầm máy lên nhắn tin. Khi người ta nhắn một tin như vậy thì người ta có một cái niềm vui nhân đôi. Và khi nhắn tin như vậy thì có thể nói là chúng ta vui hơn rất nhiều. Tối về gia đình quay quần xung quanh, cầm máy lên nhắn 1404 giúp quỹ Hiểu Về Trái Tim mổ tim cho em, thì cả gia đình thêm một niềm hạnh phúc. Đó là một trong những cái cách kêu gọi nhanh nhất. Các cách kêu gọi thứ hai là chúng ta kết nối triệu trái tim. Mỗi một người chúng ta sẽ đóng góp 20.000 đồng vào quỹ Hiểu Về Trái Tim thông qua những cái trang web, thông qua cái web của Hiểu Về Trái Tim, thông qua những cái tổng đài của chúng tôi đã thể hiện trên trang web đó, thì ai cũng có thể đóng góp được
số tiền cũng không lớn lắm, nhưng mà người ta nói là góp gió thành bão đó. Và còn nữa là tôi kêu gọi các doanh nghiệp chúng ta hỗ trợ những cái ca mổ tim. Thí dụ như doanh nghiệp A hỗ trợ là 10 trái tim thì chúng tôi sẽ tìm ra 10 em bị bệnh tim nào và đưa đến bệnh viện mổ, và doanh nghiệp đó thanh toán cái số tiền mổ đó thông qua bệnh viện. Và thậm chí là doanh nghiệp muốn tặng bao nhiêu trái cũng càng nhiều càng tốt. Đây là một cái việc làm phải nói là được sự đồng hành rất nhiều của doanh nghiệp. Tôi biết rằng là trong thời gian vừa qua thì là để quảng bá cho cái hoạt động thiện nguyện của mình tổ chức những cái event lớn tại những chỗ rất là xa. Thế thì cái việc tài trợ như thế nào? Và xin hỏi thêm Quyền Linh, những nhà tài trợ họ có chi phối gì trong cái hoạt động thiện nguyện của mình với mổ tim hay chị khác theo yêu cầu của họ hay không? Dạ, đây là một câu hỏi cũng rất là tốt, bởi vì rất nhiều người hỏi câu hỏi này. Có nhiều người họ cũng có một sự gọi là trăn trở. Quỹ Hiếu Trái Tim tổ chức những cái cuộc event lớn để tri ân những cái người đã đồng hành, những người đã cộng hưởng, những người đã cùng nhau để mổ tim cho trẻ em trên khắp đất nước này. Và cái sự đồng hành đó cũng có đôi khi nhiều người đặt dấu hỏi. Thí dụ như vừa rồi chương trình Quỹ Hiếu Trái Tim có tổ chức một cái event rất lớn tại Qua Ba Lát. Mọi người mới nói rằng, ủa, tổ chức sao hoành tráng quá, gặp gỡ sao nó lớn quá mà không dùng số tiền này để bỏ vào quỹ hiểu về trái tim để mổ tim. Thì hai vấn đề nó hoàn toàn khác nhau. Thí dụ như Mercedes tài trợ cho quỹ hiểu trái tim là 50 trái tim thì họ sẽ chuyển tiền vào bệnh viện Đại học Y Dược, bệnh viện Tâm Đức, bệnh viện Tim Hồ Chí Minh v.v. để mổ tim. Cái tiền đó là không bao giờ quỹ đụng đến. Tất cả những số tiền kêu gọi để mổ tim là quỹ không bao giờ đụng đến một phần nào cả. Và họ bắt buộc là phải được sự giám sát chặt chẽ của công ty kiểm toán quốc tế. Còn cái event tổ chức là như thế này. Mercedes tài trợ một cái cuộc event là họ vừa kết hợp quảng bá thương hiệu của họ. Bắt buộc phải có cái event này. Chứ nếu tôi không làm event này thì họ không có tài trợ. Họ chỉ tài trợ event thôi. Tài trợ mổ tim là khác, tài trợ event là khác, tài trợ event để họ cùng để quảng bá cái thương hiệu và sản phẩm của họ. Vậy thì cái cuộc event này là hoàn toàn là do đơn vị đó tài trợ chính và họ có quyền quyết định chứ mình không có quyền. Và trong đó chúng ta kết hợp được cái sự gặp gỡ những cái người mà đã cùng ủng hộ với Quỹ Hiểu Trái Tim để có cuộc event này, chứ không phải là Quỹ Hiểu Trái Tim lấy cái tiền mà vận động tổ chức cái cuộc gặp gỡ này, không phải như vậy. Như vậy là ngoài cái mổ tim thì còn những hoạt động khác, Quỳnh Linh có thể cho biết cái quỹ mình cái triển khai các hoạt động khác như thế nào? Dạ, rất là nhiều hoạt động xung quanh cái quỹ Hiểu Về Trái Tim. Tóm lại, quỹ Hiểu Tim là một trong những quỹ nó giúp cho xã hội, giúp cho những cái hoàn cảnh, những cái số phận vươn lên trong cuộc sống. Thí dụ như mổ tim là chính nè. Hiện nay mổ tim là chính, và sau đó là phẫu thuật hàm ếch, rồi có thể là những cái bệnh hiểm nghèo, có thể là ung thư, có thể là bị bệnh bất cứ bệnh nào đó, thì đặc biệt là trẻ em thì chúng tôi sẽ hướng tới và không có ngoại lệ một hoàn cảnh nào cả. Nếu khó khăn thì quỹ sẽ tìm tới.